cho sói chảy máu vào lúc 3 giờ sáng rồi chuyện đáng sợ đầy bí ẩn gì đã xảy ra trong Minecraft. Rồi, mau chóng tới nhà công tiến sĩ Stickmuck thôi nào và... Ủa cái gì đây? What? Ủa? Ở đây có cái gì vậy? Tại sao ở đây lại có rất là nhiều những cái vết máu luôn? Rồi còn chưa kể nữa là những cái đầu skeleton nè. Hả? Ủa coi nè. Bây giờ, ngay cả đàn cừu của mình cũng bị giết chết luôn. Vậy là sao? Hay có khi nào là đã có một vài con chó sói kỳ lạ nào đó đã đi vào bên trong cái đàn cừu của mình, đi vào bên trong được hả, cái chuồng cừu của mình rồi giết hết cừu của mình không ta? Hả? Ủa sao mà bò heo của mình đã chết hết luôn vậy? Mà mình chỉ vừa mới đi có một xíu thôi mà, đi mới có xíu mà bò heo của mình chết hết luôn. Cái gì vậy? Tiếng chó sói sủa ra. Ơi, đằng sau lưng của mình có một con chó sói mà nhìn nè. Con chó sói này là hả, nó chảy máu vì sao đó, bắt nó màu đỏ.